Kính chào toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Thì sớm buổi chiều ngày hôm nay, salon bên em lại vừa về thêm một chiếc xe phân khúc C đến từ thương hiệu Honda, là chiếc Civic này. Chiếc Civic này sản xuất đời 2018 nhá, bản 1.8e, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, đăng ký biển Bắc Cạn, chủ đi giữ gìn, chạy chuẩn hơn 3 vạn. Hiện tại thì chiếc này bên em đang chào bán đến mức giá là 679 triệu, cam kết 100% không đâm đụng này, không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp, không phạt nguội. Quý chị nào quan tâm thì xin liên hệ với em qua số hotline 0978607555. Bây giờ em xin review chi tiết đến ngoại thất nội thất chiếc xe này, option theo xe cho quý anh chị có thể tham khảo. Phần đầu xe quen thuộc của dòng Honda rồi, một thanh mạ chrome rất là lớn ở bên ngoài, bên cạnh là cụm đèn halogen kết hợp giải led ban ngày phía dưới. Option theo xe cũng khá là nhiều, chiếc này chủ đi rất là dữ, dàn lốp vẫn còn theo xe. Ngoại thất màu trắng ngọc trai, nội thất ghế da màu đen. Tổ phím tích hợp trên vô lăng, đàm thoại rảnh tay, rồi là ga tự động, lấy chuyển số trên vô lăng, đề nổ thông minh, đăng lên màn hình Android nhá, hỗ trợ cam lùi cam 360, phanh tay điện tử, động cơ eco tiết kiệm nhiên liệu. Chủ đi rất là giữ gìn luôn. Cửa gió điều hòa phía sau. Dòng Civic này đi rất là êm. Màn Android này thì có hỗ trợ chỉ đường này, rồi là nghe nhạc, xem phim YouTube, điều hòa tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc này em chỉ rơi vào tầm 6 đến 6,5 lít 100 km đường hỗn hợp thôi. Khoang cốp cực kỳ rộng rãi, form dáng thể thao rất là đẹp. Chủ cũ đã lên body kit này, nhìn rất là chất luôn. Form dáng thể thao, tính năng an toàn cũng rất là nhiều, điển hình như là 4 túi khí này, như là chống trơn trượt, ESP này, ABS 4 bánh, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Bên dưới nắp capo là khối động cơ 1.8 số tự động. Mức tiêu hao nhiên liệu 6 đến 6,5 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Cam kết máy zin không ngập nước, không thủy kích. Zin từng con ốc luôn. Dòng xe nhập khẩu thân vỏ rất là chắc chắn. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Honda Civic sản xuất đời 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu 2019, động cơ 1.8e, chạy hơn 3 vạn. Giá chào bán chiếc xe này bên em đang chào là 679 triệu, cam kết 100% không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, bao test hãng, test thợ toàn quốc, lỗi hoàn tiền 100%. Quý chị nào đang quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0978607555 hoặc 0828066166. Nếu quý anh chị có thời gian rảnh thì có thể ghé qua địa chỉ 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để có thể xem xe và thương lượng giá tốt nhất.